buổi sáng ngày hôm nay tiếp tục các bác tài xế công lông chờ đá công trình trong các con ngõ nhỏ các bạn nhé. Chiếc xe công lông rất là to của bác tài xế Sơn. Người lái máy xúc là chủ vay cát chủ doanh, còn cô Enco Long. Xe của anh Sơn được trang bị khối động cơ máy 33 các bạn nhé. Các bạn vừa thấy thông số máy của nó đây, 33. Xe được trang bị đề đóm khá là đầy đủ. Thông số lốp trước cũng rất là to các bạn nhé. Con này trang bị 2 thụt. Thông số của nó là 500-13. Xe cũng được trang bị gương lược, đèn đóm và gạt mưa rất đầy đủ. Chiếc xe có cái lốp sau rất là to các bạn nhé, 825-16. Thông số rất là to của con lốp. Quan sát gần của em đó, con này cầu rất là to nhé. Chiếc xe được đồ nhíp 2 tầng, một ben thì được. Đây là lốp sau của em nó rất là to các bạn. Các bạn thấy thì thông số là 825-16. Tôi hẳn hai bác tài xế.
xây à? À. Đấy, kéo này ra không? Một mét mẹ ở trên rồi. Ừ. Hãy lên tí nữa xem là có xuống không?